Ngày hôm nay, ngày 7 tháng 7, hơn 12.000 thí sinh ở Đà Nẵng bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với hai môn thi ngữ văn vào buổi sáng và toán vào buổi chiều. Ngay từ sáng sớm, thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022. Theo ghi nhận, sáng nay, thời tiết Đà Nẵng khá dễ chịu với nền nhiệt giảm so với những ngày trước. Lực lượng công an, tình nguyện viên cũng có mặt tại các điểm thi để hướng dẫn và hỗ trợ cho thí sinh về giao thông và an ninh trật tự. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, thành phố Đà Nẵng có hơn 12.600 thí sinh đăng ký dự thi tại 28 điểm thi chính thức với 532 phòng thi, 41 phòng chờ, 56 phòng dự phòng và 2 điểm thi dự phòng. Kết thúc môn thi ngữ văn, nhiều thí sinh cho biết cấu trúc đề năm nay vẫn rất quen thuộc, gồm 2 phần, đọc hiểu 3 điểm, làm văn 7 điểm với 2 câu, nghị luận xã hội 2 điểm và nghị luận văn học 5 điểm. Vấn đề nghị luận xã hội viết trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp bước các thế hệ đi trước và câu nghị luận văn học về tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa bám sát chương trình học vừa xuất với thí sinh. Bài văn là em thấy ấn tượng nhất do cái đề nó khác với cái đề mà em từng làm, là hắn kêu so sánh giữa con thuyền mà hắn đưa trong đoạn chết với lại con thuyền mà chống chọi với một con sóng. Dạ thì em làm mấy cái đọc hiểu, mấy cái dễ trước rồi làm văn sau thôi. Nhận xét về trách nhiệm của thế hệ trẻ, tiếp bước thế hệ trước cũng dễ chị thôi. Buổi chiều, các thí sinh thi môn toán, thời gian làm bài 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Tương tự năm trước, đề thi toán năm nay gồm 50 câu, đi từ mức độ dễ đến khó, những câu khó tập trung từ câu 41 đến câu 50. Tuy không có sự đánh đố thí sinh nhiều, nhưng thí sinh phải ôn kỹ các dạng mới có thể đạt được điểm cao. Nó cũng tương tự nhưng mà mấy câu đầu dễ hơn ấy ạ. Nghĩa là mấy câu sau thì dạng lại. Thì nghĩa là 80 đến 85. Một tiếng rưỡi là có thể đến câu 45 tầm đấy. Những đề năm trước thì em có thể giải được tới câu 42. Nhưng mà đề năm nay thì tới câu 39 thì bắt đầu hơi khó nhà rồi. Nên là em nghĩ là em sẽ làm khoảng được 8 điểm. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo, có 55 thí sinh vắng thi môn ngữ văn và 69 thí sinh vắng thi môn toán. Không có thí sinh F0 dự thi, công tác quay thi diễn ra an toàn nghiêm túc, không có cán bộ quay thi vi phạm quy chế thi, có một thí sinh vi phạm quy chế thi ở môn toán vào buổi chiều, không xảy ra sự cố về đề thi. Các đoàn thanh tra kiểm tra tiếp tục tiến hành kiểm tra tại các điểm thi. Sáng mai ngày 8 tháng 7, thí sinh dự thi các bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học, khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, thời gian làm bài 50 phút một môn thi.